Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Theo hãng thông tấn Yonhap, khoảng 20.000 bác sĩ trên khắp Hàn Quốc đã biểu tình tại công viên Jeollu-do, phía tây thủ đô Seoul, lúc 2 giờ chiều ngày 3 tháng 3 để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y lên 2.000 sinh viên từ năm tới. Trước đó, nhiều bài đăng lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc rằng một số bác sĩ ép nhân viên bán hàng của các công ty dược phẩm tham gia biểu tình. Trước thông tin này, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào cũng đều sẽ bị xử phạt theo nguyên tắc không khoan nhượng. Các quan chức địa phương cho biết cảnh sát đang điều tra thông tin, nói rằng nếu xác định là đúng, vụ việc nói trên có thể cấu thành hành vi ép buộc bất hợp pháp và vi phạm đạo luật dịch vụ y tế. Trước tình hình trên, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo cảnh báo khả năng sẽ đình chỉ giấy phép hành nghề y đối với các bác sĩ thực tập tham gia đình công mà không chịu quay lại làm việc. Nếu tình trạng bỏ trống các cơ sở y tế vẫn tiếp diễn, chính phủ sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp được quy định trong hiến pháp và pháp luật của Hàn Quốc, ông Han nói. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min tiếp tục kêu gọi các bác sĩ thực tập quay lại làm việc, nói rằng những bác sĩ này sẽ được khoan hồng nếu quay lại bệnh viện trước khi hết ngày 3 tháng 3. Nếu họ không quay lại vào ngày 3 tháng 3, chính phủ không có lựa chọn nào khác ngoài việc xử lý họ một cách nghiêm khắc theo luật pháp và các nguyên tắc của Hàn Quốc. Bộ trưởng Lee nhấn mạnh rằng, việc tăng thêm 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y là không đáng kể do lực lượng lao động cần thiết cho sự phát triển của ngành công nghiệp sinh học, ngành mà ông cho rằng sẽ nổi lên như một động lực tăng trưởng mới của Hàn Quốc. Làn sóng bác sĩ Hàn Quốc đình công xảy ra sau khi chính phủ thông báo kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y thêm 2.000 người từ năm 2025 với lý do giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Trong khi đó, các bác sĩ lo ngại việc cải cách có thể ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và chất lượng dịch vụ y tế tại nước này trong tương lai. Họ cũng cho rằng, việc chính phủ cần làm là tăng đãi ngộ để khuyến khích các bác sĩ đến làm việc ở vùng nông thôn. Tranh cãi đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và làn sóng bác sĩ Hàn Quốc đình công đang gây ra những tác động đáng kể tới ngành y tế Hàn Quốc. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 80% người dân Hàn Quốc ủng hộ kế hoạch của chính phủ về tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Theo hãng thông tấn Yonhap, tính đến ngày 27 tháng 2, ngày thứ 8 kể từ khi làn sóng bác sĩ Hàn Quốc đình công bắt đầu, đã có 8.939 bác sĩ thực tập tại khoảng 100 bệnh viện trên khắp Hàn Quốc rời khỏi nơi làm việc, tương đương hơn 2/3 số bác sĩ thực tập ở nước này, và khoảng 10.000 người đã nộp đơn từ chức. Diễn biến trên khiến loạt bệnh viện lớn ở Hàn Quốc lao đao. Đến nay, các bệnh viện đa khoa tại Hàn Quốc đã giảm tiếp nhận 24% bệnh nhân mới và giảm 50% số ca phẫu thuật được thực hiện. Và tất nhiên, bên chịu thiệt hại nhiều nhất trong câu chuyện này chính là các bệnh nhân. Hãng tin AFP dẫn lời một bệnh nhân ung thư não ở thành phố Daegu, Hàn Quốc cho biết việc hóa trị của ông đã bị hoãn lại bất chấp tế bào ung thư đã di căn đến phổi và gan. Tại thành phố Daejeon, hôm 23 tháng 2, một cụ bà khoảng 80 tuổi bị ngừng tim đã chết trên xe cứu thương sau khi 7 bệnh viện từ chối tiếp nhận bà với lý do thiếu bác sĩ phụ trách và thiếu giường bệnh. Yonhap cũng đưa tin về một trường hợp bệnh nhân nam ở thành phố Daejeon bị co giật đột ngột vào sáng ngày 26 tháng 2, nhưng cả 8 bệnh viện mà ông đến đều từ chối ông. Hay vụ một nữ bệnh nhân chảy máu vùng bụng nhưng bị đến 14 bệnh viện từ chối tiếp nhận. Những ví dụ trên chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều trường hợp bệnh nhân không được tiếp nhận điều trị do tác động từ việc của bác sĩ Hàn Quốc đình công. Tình trạng này nghiêm trọng đến mức Hàn Quốc ngày 23 tháng 2 đã nâng cảnh báo khủng hoảng y tế lên mức cao nhất. Làn sóng đình công cũng tạo áp lực lên những nhân viên y tế đang tiếp tục làm việc tại các bệnh viện. Nhiều y tá cho biết họ lo ngại về rủi ro khi phải xử lý các công việc vốn do bác sĩ thực hiện và cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải gồng gánh khối lượng công việc nặng nề sau khi các bác sĩ thực tập rời đi. Ngoài ra, tình hình đang có dấu hiệu tồi tệ hơn khi nhiều sinh viên trường y và các bác sĩ khác hưởng ứng phong trào đình công. Theo Yonhap, hàng ngàn sinh viên các trường y tại Hàn Quốc đã không đến lớp để thể hiện sự đoàn kết với các bác sĩ. Nhiều nghiên cứu sinh cũng được cho là sẽ không gia hạn hợp đồng với các bệnh viện. Trước tình hình trên, Hàn Quốc đã ban hành nhiều biện pháp khẩn cấp
để san sẻ gánh nặng với ngành y tế. Tuần trước, chính phủ ra chỉ thị kéo dài thời gian làm việc tại 97 bệnh viện công và mở phòng cấp cứu tại 12 bệnh viện quân đội cho người dân. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã cầu xin các bác sĩ đừng lấy mạng sống và sức khỏe của người dân ra đánh đổi. Ông Han cũng yêu cầu cộng đồng y tế ngừng xúi giục các bác sĩ trẻ và cho biết chính phủ luôn sẵn sàng đàm phán. Bộ trưởng Bộ Y tế Cho Kyo-hong ngày 27 tháng 2 cho biết chính phủ đang kích hoạt chương trình bảo vệ về mặt pháp lý cho các y tá để các y tá có thể đảm đương một số nhiệm vụ của bác sĩ theo chỉ đạo của bệnh viện. Đáng chú ý, ngày 26 tháng 2, chính phủ Hàn Quốc đã ra tối hậu thư cho các bác sĩ thực tập, đưa ra hạn chót để các bác sĩ trở lại làm việc là vào ngày 29 tháng 2, nếu không họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp pháp lý, bao gồm đình chỉ giấy phép hành nghề. Theo luật y tế của Hàn Quốc, chính phủ có thể ban hành lệnh quay lại làm việc cho các bác sĩ và nhân viên y tế khi nhận thấy rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Việc từ chối tuân theo mệnh lệnh có thể bị đình chỉ giấy phép, phạt tiền 30 triệu won, tức khoảng 555 triệu đồng, thậm chí là bị phạt 3 năm tù. Để thuyết phục các bác sĩ quay lại làm việc, ông Park cho biết chính phủ sẽ không đưa ra bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với các bác sĩ nếu họ quay lại trước hạn chót. Hiện chưa rõ cuộc chiến pháp lý giữa chính phủ Hàn Quốc và hàng ngàn bác sĩ thực tập sẽ đi đến đâu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, trong tình cảnh hiện tại, ít có khả năng chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện động thái rắn với những bác sĩ đình công. Ngày 19 tháng 2, hơn 700 bác sĩ thực tập tại 5 bệnh viện lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã nộp đơn xin nghỉ việc để phản đối việc chính phủ cải cách chính sách tuyển sinh trường y theo hãng thông tấn Yonhap. Các bác sĩ trên sẽ đồng loạt nghỉ việc từ 20 tháng 2 giờ địa phương. Yonhap dự đoán số bác sĩ Hàn Quốc đòi nghỉ việc khả năng sẽ tăng lên trong thời gian tới. Vấn đề này xuất phát từ kế hoạch của chính phủ Hàn Quốc nhằm tăng số lượng bác sĩ trong tương lai. Theo đó, chính phủ dự kiến bổ sung 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y trên cả nước mỗi năm, nâng tổng số lên 5.000 sinh viên nhằm giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc đang dần lão hóa. Trong khi đó, các bác sĩ Hàn Quốc lo ngại rằng việc cải cách có thể ảnh hưởng chất lượng đào tạo và chất lượng dịch vụ y tế tại nước này trong tương lai. Hãng tin AFP dẫn kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu các vấn đề Hàn Quốc Gallup cho biết gần 75% người dân Hàn Quốc ủng hộ chính sách cải cách tuyển sinh trường y. Trong số đó, một số người còn chỉ trích việc các bác sĩ Hàn Quốc đòi nghỉ việc, cho rằng họ làm vậy vì lo ngại mức lương và địa vị xã hội của bác sĩ trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng. Trả lời phỏng vấn hôm 19 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min-soo bày tỏ sự thất vọng trước việc các bác sĩ thực tập đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc. Ông cũng kêu gọi các bác sĩ rút lại đơn và quay lại làm việc bình thường. Cũng trong ngày 19 tháng 2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ điều động bác sĩ quân y đến hỗ trợ bệnh nhân và giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực tại các bệnh viện ở Seoul. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.